các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải Rubik 2x2 nhanh hơn, cách giải Rubik 2x2 nhanh hơn, đó chính là phương pháp giải Ortega method và phương pháp giải cơ bản nhưng mà áp dụng tất cả các công thức OLL và PLL. Ok, bắt đầu nào. Ok, thì đầu tiên ta sẽ đến với phương pháp cơ bản giải bao gấp. Thì phương pháp này bao gồm những bước như sau. Thì trước tiên mình sẽ sao Rubik lên trước. Đầu tiên các bạn hãy hoàn thành cho mình cái mặt trắng như thế này. À, tầng 1 đấy nha, không phải là mặt trắng đâu. Tầng 1, đây, hoàn thành tầng 1 tất nhiên là mình phải sửa lại mà nha. Ok, họ đầu tiên các bạn hành tầng 1, sau đó các bạn giải mặt bàn. Nếu may mắn các bạn sẽ skip cái phần đó như mình ạ. Hoặc là nếu không thì các bạn sẽ không được skip đâu. Bạn vẫn phải giải thêm một công thức nữa, ví dụ như làm rất tuần 2 các bạn. Ok, mình sẽ và cái phương pháp giải như thế này các bạn. Đó, trường hợp đầu tiên là trường hợp như này này. Hai việc này nó bị chỉ nhau. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà bạn sẽ nó bị chéo như thế này. Chỉ có hai trường hợp thôi. Và trường hợp thứ ba là trường hợp đó hoàn toàn thành rồi thôi. Đã giải xong rồi. Ok. Và đó là cách giải cơ bản. Nhưng tại sao nó mình nó hơn cao một chút, bởi vì nó nhiều công thức hơn. Bởi vì nếu những bạn nào mới chơi kiểu là bạn chơi cơ bản thế thì bạn sẽ không giải được kiểu như mình đâu, mà các bạn sẽ giải theo kiểu là các bạn sẽ giải theo kiểu như thế này, sau đó các bạn lại ngồi bạn râu bạn xoay công thức cơ bản đến khi nào nó ra được cái trường hợp các bạn cần rồi các bạn mới xoay đó, nó bạn mới giải được dần, sau đó các bạn lại ngồi bạn xoay cái như thế này, nó mất thời gian đó. Và bản thân mình với cái phương cách và bản thân mình ấy, mình đã áp dụng một cách đó là mình dùng hết những công thức OLL và PLL có thể dùng ngắn nhất ấy. Ví dụ trường hợp như thế này thì mình dùng công thức này, còn cái trường hợp mà mình sẽ xoay ra trường hợp đúng luôn bằng công thức trên bàn bạ nhé. Đó, trường hợp như thế này thì mình không dùng công thức mà của 3x3 mà nó đã giải ra dấu cộng rồi, mà mình dùng cái công thức FRO là phải ra xong, và sau đó mình cũng dùng các công thức khác. Đó, tương tự thôi. Và vàng thì có 2 công thức thì ok, mình thuộc nhanh thôi. Đó, và mình bản thân mình cũng đã đạt được cái sắp mà mình đã đạt được, và bản thân mình thì đã đạt được một cái sắp theo như mình nhớ là sắp 6 advent. Thì trung bình, theo như mình nhớ thì trung bình các bạn giải cái phương pháp của mình ấy thì sẽ giải tầm sắp 3 advent, à sắp 10 advent. Vậy thì mình rất là may mắn này các bạn nhỉ. Ok, và tiếp theo sẽ là phần giải Ortega method. Ok, và bây giờ thì mình khuyên các bạn nên lên mạng và tra hết các cái công thức Ortega method trước để chuẩn bị trước. Thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỹ công thức luôn, và công thức nó cực ngắn luôn. Tại sao mình nói như vậy? Đây nha, mình sẽ ví dụ, mình sẽ giải thích về cách giải của nó trước. Nó lấy công thức nhưng thực ra là nó cũng ngang bạn. Nếu như các bạn đã giải theo kiểu là bạn giải OLL, số hết công thức OLL trên 2x2 đấy, thì các bạn có thể giải nó cực ít công thức. Còn nếu không thì nghĩ. Và nhớ các bạn cũng phải số hết PLL nha. Thì cách giải như sau. Đầu tiên các bạn giải mặt trắng, không quan tâm giải một mặt, không quan tâm nó đúng tầng hay không. Tiếp theo là bạn lại giải mặt đối diện nó. Sau đó các bạn mới bắt đầu hoàn thiện cả cục bình. Mình thì mình cũng đã được một cái sắp 6 advent. À sắp 6 advent, đúng rồi, sắp 6 advent đấy kia. Ortega method, còn CLL thì mình vẫn đang học. CLL thì khi nào mình học xong thì mình sẽ hướng dẫn bạn sau. Đó, thì Ortega method. Đó, đây thì mình sẽ cho bạn xem một số trường hợp và mình sẽ ghi những công thức cái trường hợp cần thiết thôi nhé. Thì đầu tiên là trường hợp mà hai viên như thế này, đúng rồi. Đó,
hai. Nói đúng là các bạn chỉ việc hoán vị đúng chỉ hai bên này và bên này thôi. Thì các bạn hay để cho hai bên này nam cùng một mặt. Hai bên đúng rồi ấy, các bạn đục nằm cùng mặt. Và sau đó bạn dùng công thức F râu là phải u phẩy, râu là phải u phẩy, râu là phải u phẩy, F phẩy u 2 và R L phẩy. Đó. Các bạn có thể tự nghiệm cái phần bước cuối cùng u 2. Còn nếu như trong cái trường hợp mà nó nằm kề nhau kiểu là như thế này, nếu như trong trường hợp mà nó nằm kề nhau ấy thì các bạn thấy cái này đúng, mặt này đúng rồi, bạn chỉ F rồi phải u phẩy rồi u 2 thôi. Đó, xong luôn. Đó là cách làm của mình, nhưng mình không hề đọc công thức của trường hợp đấy, mình tự dự nghiệm ra, mình tìm một công thức thôi. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp mà các bạn sẽ hoán đổi vị trí hai bên này như thế này. Đơn giản lắm, các bạn chỉ việc R2 F2 2 hoặc các bạn xem nhanh là RB2 R2 phải thì được. Xong. Còn công thức thứ ba là công thức mà bạn phải hoán đổi hai bên này và hai bên này. Bạn hãy để nó như thế này nhé, thì hoán đổi được. Thì bạn là công thức này. Hai bên này hoán đổi này, hai bên này hoán đổi này. Ok, và clip của mình có lẽ tới đây thôi. Hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo.